Chương trình này được bảo trợ bởi Lease Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Chin và Kim Thư Cherry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 189183017 918 3017 LA Insurance bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua Chúng tôi luôn có giá rẻ nhất Prime Lending Direct Lender làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê 714-988-8181 Toyota Place Garden Grove 1800-357-6738 nơi uy tín tìm việc làm Tìm việc nhanh 562-691-4266 Kính thưa quý vị, trở lại buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, điều mà tất cả mọi người đều đưa ra những cái ý kiến có thể nói rất là thuận tình và hợp lý. Kính thưa quý vị, đó là việc trước tiên không một nhân viên an ninh nào ở trong một cái buổi họp bình thường có mặt để ghi chép lại tất cả những cái sự kiện giữa hai bên đã không có mặt trong cái buổi họp này. Thì liệu tất cả vấn đề mà trao ông Donald Trump là một trong những người đi thi hành công vụ. Tất cả những cái chi phí chuyển tất cả những tiền thuế của người dân Hoa Kỳ đến để đưa trong đến để gặp gỡ ở trong cái hội nghị thượng đỉnh G20 thì không một cái lý do gì ông đi gặp gỡ riêng với tư cách cá nhân mà không có được sự đồng tình với tất cả những cái gọi là thủ tục ngoại giao của những đề lối chính trị Hoa Kỳ đã có từ hồi nào đến giờ từ anh Tuấn. Và liệu người ta đặt ra câu hỏi rằng là nếu như không có một nhân viên an ninh, không có một người nào gọi ở trong cái gặp gỡ trong cái cuộc gặp bình thường này thì liệu làm sao có thể bảo đảm được tất cả những tin tức an ninh có thể bị dò rỉ qua đối với tổng thống và đối với tổng thống Vladimir Putin vì trong quá khứ vào tháng 5 vừa qua ông đã có một buổi gặp gỡ với ông đại sứ nga và ông cũng đã đưa ra tất cả những cái tin tức mà một với phân tích về vấn đề tình hình an ninh quốc gia họ cho rằng đã có một vài tin tức an ninh quốc gia đã được tổng thống Donald Trump đưa ra với ông đại sứ đó là một trong những cái vấn đề mà người ta nghi ngờ cái cuộc đây là lại thêm một cái sự phiền nhiễu cho tổng thống Donald Trump nữa thưa anh Tuấn. Tôi quý vị cũng như thường lệ thì một lần nữa trên trang mạng Twitter của ông tổng thống ông lại phản bác những gì mà truyền thông đưa ra trên các trang mạng Twitter ông Trump nói à, những trang tin tức giả, truyền thông giả đã đưa cái câu chuyện về một cái bữa ăn tối bí mật Mà theo như ông Trump nói là chỉ là một cái bữa ăn tối mà thôi Với ông Putin, truyền thông là bệnh hoạn Tất cả mọi lãnh tận lãnh đạo của khối G20 và vợ con của họ đều được mời bởi à, người thủ tướng của nước Đức đó là bà Angela Merkel trên hình ảnh quý vị đang thấy. Đây là cái tấm hình mà camera ghi lại Cái chiếc ghế mà ông Trump ngồi so với là ông Putin Nhưng người ta thấy đó Sau khi mà gần tàn đến cái buổi tiệc Thì ông Trump mới lặng lẽ bước đi đến ngồi sát bên cạnh Chiếc ghế của ông Tổng thống Nga ông Putin Để rồi sau đó hai người dắt tay nhau vào phòng riêng Để rồi nói cái chuyện gì ở trong phòng riêng thì chúng ta không được biết ngày hôm qua thì bên phía twitter ông trump cũng một lần nữa cũng ghi cũng đã kích bên phía truyền thông ông nói truyền thông tin tức giả mạo đã dần dần trở nên không có trung thực bởi vì họ đưa cái buổi ăn tối ra làm thành một cái chuyện lớn nhưng bị sự phản bác của những người sử dụng trên twitter họ nói là ai mới chính là người không trung thực bởi vì tòa bạch ốc không đưa ra cái cuộc họp bí mật này thì chúng ta biết rõ bên phía nào mới là người không trung thực. Kính thưa quý vị, trở lại bức hình mà quý vị vừa thấy đó là bức hình được chụp vào ngày mùng 7 tháng 7 trong một cái buổi ăn tối gồm có trên 30 vị lãnh đạo quốc gia ở khắp nơi trên thế giới trong hội nghị G20. Và chắc quý vị đã biết ghế của tổng thống Donald Trump ngồi kế của kế của thủ tướng AB của Nhật Bản. Và ở tàn cái cuộc mà tiệc thì tổng thống Donald Trump đã đến một cái ghế để trống kế cạnh bên tổng thống Vladimir và Putin để nói chuyện và sau đó thì đi đến một cái cuộc gặp gỡ riêng như chúng tôi đã trình bày vừa rồi hình ảnh này đã làm tệ hại hình ảnh và tất cả những gọi là cái gọi là nghi lễ ngoại giao của đối với vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ không có cho phép tổng thống đi tới một cái ghế ngồi kế cạnh bên ông Vladimir Putin điều đó đã được tất cả những nhà phân tích cho rằng đây là một cái hành động đi ngược lại hoàn toàn với tất cả những cái sự kiện mà tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm đã làm lẽ dĩ nhiên trong cái buổi gặp gỡ này tất cả những cái sự kiện và tất cả những cái ghi vấn đã được nêu ra nhưng có một điều tại sao tổng thống và tất cả những nhân viên trong phái đoàn của ông không đưa ra về cái sự kiện gặp gỡ này mà lại giấu kín để làm gì? kính thưa quý vị đó là hình ảnh mà quý vị thấy tất cả những sự kiện ghi ghi lại bằng hình ảnh một cách rõ ràng đây là một trong những sự kiện mà lại thêm một lần nữa làm cho nhiều vấn đề từ nghi ngờ này đến nghi ngờ khác thưa anh Tuấn. thưa quý vị cũng trên NBC đó thì họ đưa ra một cái dẫn chứng và so sánh trước mỗi cuộc gặp gỡ trước một cuộc họp với lại bên phía Nga thì ông cựu tổng thống ông Obama ông đã làm gì và ông đương kim tổng thống ông tổng thống Donald Trump đã làm gì. Bên phía ông Obama đó trước mỗi cuộc gặp với người Nga, ông đều tham khảo với những nhà cố vấn. Ông đều chuẩn bị những câu hỏi và những câu trả lời ông sẽ nói những gì. Ông sẽ quan sát những gì? ông nhận định cái gì và ông muốn thúc đẩy cái gì đó là một sự chuẩn bị của một người cựu tổng thống trong khi đó đối với bên phía ông tổng thống donald trump thì không có bất kỳ những cái chi tiết nào cho thấy là ông trump có một sự chuẩn bị trước khi gặp ông tổng thống putin cả cũng nên nói rằng ông putin là cựu đặc cựu điệp viên của kgb là một người quá am tường trong lĩnh vực chính trị còn ông tổng thống donald trump thì như quý vị cũng đã biết trước đây ông chỉ là một người doanh nhân mà thôi người cựu cử, à, cựu giám đốc của tình báo CIA đó là ông John McLaughlin à, ông nói ông khi mà được phỏng vấn đó ông ông nói là tôi rất là quan ngại về các vấn đề liên quan tới ông tổng thống Donald Trump bởi vì cái này nó liên quan tới các vấn đề về an ninh tình báo của quốc gia chứ không phải là cá nhân của ông tổng thống nữa kính thưa quý vị mặc dù trước đó hai người đã có một cái buổi gặp gỡ bình thường và họ gặp nhau ở trong hai tiếng tất cả những một cái giờ đầu tiên họ chỉ nói về những cái vấn đề cá nhân giữa hai bên và không có nói gì đến tất cả những cái chính sách của Hoa Kỳ và Nga Sô và tất cả những cái diễn biến có thể nói có những cái sự căng thẳng giữa hai quốc gia nhưng mà đặc biệt vào cái cuộc gặp gỡ sau này thì chỉ có một mình một người phiên dịch của Tổng thống Vladimir Putin đem đem theo mà thôi và theo một cái lời phân tích của một chuyên gia uh, của cơ của, của hãng thông tấn CNBC thì cho biết rằng người có tên là Ian premier ông Premier đã đưa ra cái tin này ra và ông ta đã nói là cái cuộc gặp gỡ ngày thứ ba ở tại White House thì đã được là tất cả những nhân viên ở tại White House và ngay cả tổng thống Donald Trump đều cho rằng đây là những cái tin fake news nhưng mà đến giờ cho thì tất cả những cái sự kiện đã đưa ra một cách rõ ràng là đã có một cái cuộc gặp gỡ tay đôi một tiếng đồng hồ mà phía bên Hoa Kỳ không có ai ngoại trừ tổng thống Donald Trump thưa anh Tuấn. Dạ vâng thưa quý vị đây tiếp tục sẽ là một cái câu chuyện dài không những là đối với tình hình an ninh của quốc gia mà kể cả những cái lời thoái mạ và cũng giống như lời chỉ trích của ông tổng thống đối với bên phía giới truyền thông kính thưa quý vị tất cả những tin tức tất cả những người biết lịch sử về những cuộc gặp gỡ của tổng thống hoa kỳ đều chưa bao giờ ghi nhận một cái cuộc gặp gỡ quái gì như vậy và đây cũng là thêm một lần nữa và đến bây giờ thì con số của những người ủng hộ tổng thống donald trump những người mỹ da trắng có thể nói lớn tuổi ngày xưa cách đây một năm có thể nói đi theo sát nút vận động cho ông thì trong 8 người đến bây giờ là mất đi một người chỉ còn yeah. mất đi một người thì yeah. chỉ còn có bảy người mà thôi. Yeah. Điều đó cho thấy là một cái dấu hiệu xa sút của đảng cộng hòa liệu trong kỳ mà họ đã tuyên bố rằng họ sẽ không bầu cho ông Donald Trump vào trong những kỳ tướng nữa mà mm -hmm. ông họ nói rằng mới chỉ có 6 tháng thôi mà đã làm điều đứng bao nhiêu cái chuyện phiền toái ở trong cái quốc gia này thì liệu làm sao mà chúng tôi có thể tin tưởng ở trong được những cái nhiệm kỳ mới nữa đó là một trong những cái vấn đề cũng cần nêu lên qua những cái cuộc thăm dò của, của những người ủng hộ tổng thống Donald Trump. Vâng thưa quý. Quý vị, trong lúc mà các vấn đề giữa ông Tổng thống Trump và bên phía Nga vẫn chưa kết thúc, thì ông Trump đã có một cuộc phỏng vấn với bên phía tờ New York Times. Qua những lời lẽ phỏng vấn của bên phía tờ New York Times, ông đã nói về các vấn đề à, quan ngại của ông về ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Jeff Sessions. Ông lên tiếng chê bai và chỉ trích, và thậm chí ông còn nói, nếu mà tôi biết được, là cái 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 khả năng làm việc của ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp như vậy thì chắc tôi sẽ không có bầu ông. Chắc là quý vị đã biết trong những cuộc tranh cử vào năm 2016, ông Jeff Sessions là một trong những vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama khi tất cả các đối thủ của tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng hòa ra tranh cử và tranh luận với nhau thì ông Jeff là một trong những vị thượng nghị sĩ đầu tiên lên tiếng bênh bực và ủng hộ và kề cận cũng từ đó ông là một trong những người kề cận với tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh cử và đưa đến kết quả là ông Donald Trump đã trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Jeff kính thưa quý vị đã được tổng thống Donald Trump cân nhắc và đề bạt đến ở chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp mặc dù Quốc hội đã nhiều lần có thể nói có những cái sự không đồng tình về ở chức vụ này tuy nhiên cuối đó cả phó tổng thống Mike Pence đã đi đến một cái quyết định bằng cái lá phiếu của ông làm cái con tỷ số chấp thuận 51 50. Nhưng ngày hôm qua thì kính thưa quý vị trong một cái buổi phỏng vấn mà anh Tuấn vừa đưa ra với New York Times thì kính thưa quý vị tổng thống Donald Trump đã than phiền và nói rằng nếu ông biết rằng Ông Jeff Section là cái người để cùng với ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề cử ông Ron Miller vào cái chức vụ mà thanh tra ông về tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề rò rỉ tin tức và đặc biệt là có sự liên hệ với caso trong cái kỳ tranh cử cũng giống như vấn đề sa thải đuổi ông James Comey thì với cái sự mà chúng tôi tạm dịch một cái chữ gọi là lệnh cẳng tất nhiên là ông này bảo vệ cho ông tôi thì điều đó tôi không bao giờ bổ nhiệm ông này vào cái chức vụ điều đó cho thấy rằng cái sự cân nhắc bổ nhiệm một cái vị bộ trưởng tư pháp cánh tay phải của mình chẳng qua là vì tình cảm chứ không dựa vào một cái lý trí và cái trí tuệ cũng giống như đường lối về vấn đề đạo đức và vấn đề nhân cách của con một công vị bộ trưởng bộ tư pháp và điều này cho thấy đã có nhiều cái kẻ hở trong sự lựa chọn vào thành phần nội các của tổng thống Donald Trump thưa anh Tuấn. Cũng trong cuộc phỏng vấn như thế này, thưa quý vị, ông Trump cũng đã chỉ trích một lần nữa ông cựu giám đốc ông James Comey cũng giống như là chỉ trích về người công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller. Trong phần tiếp theo của chương trình Cà phê sáng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ông Trump đã phỏng vấn những gì đối với bên phía New York Times.